Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, trận lũ ống lũ quét bất ngờ xảy ra trong đêm ngày 30 tháng 9, rạng sáng ngày 1 tháng 10 tại Bản Đửa và Bản Minh Tiến, xã Lượng Minh, khiến nước dâng cao tại trường phổ thông dân tộc bán trú Lượng Minh. Hàng trăm học sinh cùng giáo viên phải chạy lũ trong đêm. Vụ việc khiến nhiều nhà dân, điểm trường học bị nước tràn vào, cuốn theo nhiều tài sản, hư hỏng nhiều công trình. Ông Thái Lương Thiện, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh ở bản Minh Tiến, xã Lượng Minh phải cho học sinh nghỉ học để phụ huynh đón về nhà. Theo đó, tối ngày 30 tháng 9, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại địa phương, nước chảy dữ dội, dâng lên ngập gần hết trường. Lúc đó, nhiều giáo viên vẫn đang trực ở trong trường nhưng không kịp sơ tán các đồ dùng thiết bị. Thời điểm lũ ập vào, ngoài các giáo viên, có gần 300 học sinh bán trú đang ở tại ký túc xá. Chỉ trong vài phút, khu vực sân trường ngập sâu khoảng 1 mét. Hầu hết các phòng học và khu nhà ăn đều bị ngập nước, sách vở và đồ dùng học tập của học sinh hầu hết đã bị ướt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lượng Minh cho biết, rất may không có thiệt hại về người. Lũ tự nhiên, thời tiết bất thường, mưa lớn lũ tràn về gây ngập. Hiện tại, xã và huyện đang vào khu vực lũ để phối hợp cùng địa phương khắc phục. Trận mưa lớn kéo dài và lũ ống xảy ra hàng loạt vụ sạt lở trên địa bàn. Chính quyền địa phương ngay trong đêm đã phải sơ tán khoảng 80 dân ở Bản Đửa. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lượng Minh nói, nghiêm trọng nhất là sạt lở trên tuyến đường chính của xã chạy dọc sông Nậm Nơn. Bây giờ, xã bị chia cắt ở vị trí qua Bản Đửa, các bản vùng trong đang bị cô lập. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, lũ quét trong đêm ngày 30 tháng 9 khiến người dân thuộc 4 bản dọc theo khe Đửa gồm Đửa, Minh Thành, Minh Tiến, Trăm Puông trở tay không kịp. Nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi, may mắn không gây thiệt hại về người. Hiện Bản Đửa với 180 hộ và 2 trường tiểu học và mầm non Lượng Minh đang bị ngập sâu. Nhiều điểm sạt lở khiến giao thông chia cắt, chưa có thống kê về thiệt hại nhưng thông tin sơ bộ ban đầu cho biết có nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị lũ cuốn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương Đinh Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã trực tiếp tiếp cận hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục ngay trong đêm. Hiện nay do các tuyến đường bị sạt lở nên đoàn công tác vẫn đang mắc kẹt, chưa thể ra ngoài. Mưa lớn cũng khiến nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bị sạt lở đất. Tại xã Lưu Kiền, lượng nước lớn từ các khe suối dâng cao gây sạt lở đất đá tại tuyến quốc lộ 7A, đoạn từ ngã ba Khe Kiền đến ngã ba Bản Pùng. Đất đá và cây cối tràn ra đường gây ách tắc cục bộ giao thông. Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với hạt quản lý đường bộ cử lực lượng tham gia cảnh giới, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đến 5 giờ ngày 1 tháng 10, sau khi huy động phương tiện san gạt, tuyến đường đã được thông xe. Tại Bản Pùng, mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá vào một hộ dân. Ủy ban Nhân dân xã đã kịp thời huy động lực lượng, di rời tài sản và vận động gia đình này tạm thời đến ở nhờ các hộ dân gần đó để đảm bảo an toàn. Tại xã Lượng Xá, tuyến đường vào các bản Na Bè, Hợp Thành bị sạt lở. Ủy ban Nhân dân xã Lượng Xá đã huy động nhân dân khắc phục để sớm thông tuyến. Ông Ngân Trọng Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua, một quả đồi ở phía sau 22 hộ dân thuộc tổ dân phố Na Kha, thị trấn Mường Lát xuất hiện vết nứt dài 400 mét. Vì vậy, chính quyền địa phương đã quyết định sơ tán 22 hộ dân với 111 nhân khẩu đi nơi khác để đảm bảo an toàn. Ông Ngân Trọng Hiệp thông tin thêm, hiện vết nứt ở tổ dân phố Na Kha ngày càng trở nên nghiêm trọng với độ rộng vết nứt gần 1 mét. Ngoài ra, vết nứt cũng đã làm hư hỏng đường bê tông của khu phố và bờ kè đá của nhà văn hóa. Cũng theo ông Ngân Trọng Hiệp, vị trí vết nứt này có khối lượng đất đá rất lớn và nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, tài sản, tính mạng của 22 hộ dân. Hiện nay đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa, vì vậy điểm xuất hiện vết nứt này có nguy cơ tiếp tục phát triển và diễn biến phức tạp khó lường. Sau khi phát hiện vết nứt trên thị trấn Mường Lát, đã tổ chức sơ tán toàn bộ 111 nhân khẩu và tài sản của người dân đến nơi an toàn.
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, chính quyền nơi đây cũng thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của vết nứt, có biện pháp rào chắn, cắm mốc quan trắc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi của vết nứt, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, không cho người, vật nuôi và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa lớn. Trước đó, quá trình khảo sát ngày 27 tháng 9, lực lượng chức năng xác định đồi Na Lo thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện vết nứt ở vị trí mới, kéo dài và lấn sâu vào đồi Na Lo. Tuy trời không mưa, nhưng một lượng đất đá dưới chân đồi đã sạt trượt vào nhà dân, nguy cơ sạt lở rất cao. Trong khi đó, dưới chân đồi có đến 16 hộ dân với 90 nhân khẩu đang sinh sống. Trước tình hình này, xã Tân Phúc đã huy động dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống quanh dưới chân đồi chủ động di rời đến nơi an toàn, đồng thời tham gia sơ tán khẩn cấp người và tài sản của 5 hộ dân với 28 nhân khẩu trong khu vực nguy hiểm. Theo ông Lê Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão số 4, khu vực đồi Na Lo thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh xuất hiện tình trạng sạt trượt đất đá xuống khu vực dân cư chân đồi. Do đó, xã Tân Phúc đã khẩn cấp di rời 5 hộ dân với 28 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời đề xuất với huyện Lang Chánh phương án bố trí khu tái định cư lâu dài cho người dân. Hiện nay, xã Tân Phúc đã cắt cử lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi tình hình khu vực đồi Na Lo để có cảnh báo kịp thời cho nhân dân ứng phó. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của hai cơn bão số 3 và số 4, trên các tuyến quốc lộ ở khu vực miền núi đã xảy ra 182 điểm sạt lở ta luy dương, sạt lở đá lăn, sa bồi mặt đường, gây ách tắc giao thông. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa, hiện nay Sở đang phối hợp với các sở ngành liên quan tiến hành kiểm tra thực tế tại một số điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Qua đó báo cáo đến Ủy ban Nhân dân tỉnh để có phương án bố trí kinh phí xử lý các điểm sạt lở. Ngoài ra, đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện để xử lý các điểm sạt lở, phân luồng giao thông tại các vị trí bị sạt trượt hư hỏng trên những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Sáng ngày 30 tháng 9, tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, tiếp tục xuất hiện vết nứt lớn ở sườn đồi nằm sát tuyến quốc lộ 2 tại km 236. Vết nứt rộng xuất hiện trên ngọn đồi thuộc khu vực dốc tối, có nguy cơ sạt lở đất xuống quốc lộ 2. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tới hiện trường chỉ đạo xử lý khắc phục sự cố. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu các lực lượng nhanh chóng rào chắn, cắm biển cảnh báo trên quốc lộ 2, kiên quyết không cho phương tiện lưu thông qua đây. Tại hiện trường, ông Hà Việt Hưng, Bí thư huyện ủy Bắc Quang cho biết, sáng ngày 30 tháng 9, khi xuất hiện các vết nứt gãy ở sườn đồi khu vực dốc tối, huyện đã cắm biển cảnh báo và di rời 100% hộ dân tại đây, đồng thời yêu cầu ngành điện cắt điện để đảm bảo an toàn. Được biết, vết nứt trên đồi thuộc khu vực dốc tối, cách vị trí vụ sạt lở, vùi lấp nhiều nhà và xe tại km 51+200 khoảng 3 km. Theo cơ quan chức năng, vụ sạt lở ta luy dương tại km 51+200 quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh xảy ra vào sáng ngày 29 tháng 9, đã khiến 2 người thiệt mạng, 3 người mất tích và thiệt hại nhiều tài sản. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích và san gạt khối lượng lớn đất đá sạt lở. Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh cho biết, sáng ngày 30 tháng 9, trên địa bàn tiếp tục xảy ra mưa lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh cho biết thêm, khu vực sạt lở quốc lộ 2 qua thôn Nậm Buông, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khắc phục hậu quả, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sáng ngày 30 tháng 9, đã tìm thêm được một thi thể nạn nhân mất tích. Tại thôn Thượng Mỹ, do có nguy cơ sạt lở, nên từ đêm ngày 29 tháng 9, địa phương đã di rời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn. Tại khu vực đồi km 54, đoạn qua dốc tối, thôn Tân Thành, xã Việt Vinh tiếp tục có dấu hiệu sạt lở. Khu vực này ban đầu xuất hiện các vết nứt, sau đó sạt trượt 1,5 mét. Vị trí sạt nằm tại khu vực đường tránh di chuyển vào khu vực sạt lở tại km 240+300 đến km 240+450 ngày 29 tháng 9. Hiện các lực lượng chức năng đã lập rào chắn, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn.
Tính đến 12 giờ ngày 30 tháng 9, vụ sạt lở đất tại xã Việt Vinh đã khiến 3 người tử vong, 3 người còn đang mất tích. Thông tin về các nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Tiến sĩ bác sĩ Phạm Mạnh Công, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ sạt lở, trong đó có một bệnh nhân sơ cứu băng bó không nhập viện. 4 bệnh nhân còn lại nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Mạnh Công thông tin thêm, các bệnh nhân được điều trị đều được hỗ trợ 100%, cả ăn uống và người trông nom. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, ngành y tế tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang và Hà Giang bố trí 2 đội cấp cứu lưu động ở 2 đầu điểm sạt lở, đảm bảo công tác ứng cứu kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hùng Vương thông tin, ở 2 đầu điểm sạt lở đều có kiếp trực cấp cứu ở đó. Đội tổ cấp cứu xe cứu thương cùng phối hợp với lực lượng công an bộ đội hỗ trợ tại các điểm sạt lở. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân điều trị ở cả 2 bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang và Vị Xuyên đều ổn định. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.